chào các bạn à, rất vui gặp lại các bạn trong kênh Ngọc Chiến bất động sản Vinhome Ở video này mình chia sẻ cho các bạn cái cái phân tích layout uh, của phân khu thời đại dự án Ocean Mark 3 thì uh, chúng ta cũng sẽ thấy rằng là Ocean Mark 3 uh, được mở bán ngày mùng 10 tháng 10 năm 2022 uh, với các cái tiện ích hạ tầng hướng tới sau này chủ đầu tư định vị là một khu uh, đô thị nghỉ dưỡng thì uh, chúng ta uh, xin chúc mừng các quý cư dân thời đại à, chuẩn bị được nhận nhà. Hiện tại thì chúng ta cũng sẽ thấy một sự thần tốc đúng không? Tháng 10 là mở bán và bây giờ là tháng 8 thì các bạn đã chuẩn bị nhận bàn giao rồi. Thì à, đây là những hình ảnh chụp thực tiễn. Sau đó thì mình có phân tích thêm một số câu chuyện của layout vì là một số các cái khách hàng có inbox cho mình vì cái câu chuyện của thiết kế này gắn với hơi thở của cái thực tiện thực tiễn từ ý tưởng của chủ đầu tư để đem lại cái không gian kiến trúc cho ngôi nhà của mình và đặc biệt là bên Ocean park 3 bây giờ có Grand One bởi vậy là khi các bạn nhận nhà thì các bạn rút kinh nghiệm từ Ocean park 2 các bạn muốn đưa kiến trúc vào ngay vận hành khai thác để đón cái sóng cái cái đợt 12 tháng này tháng 12 này thì là chủ đầu tư sẽ khánh thành đưa vào sử dụng đưa vào vận hành cái ở Grand One Hà Nội thì ở bên Ocean Park 3 thì phân khu thời đại nhận nhà đầu tiên thì cũng có rất nhiều cái kỳ cái công tác vận hành khai thác tài sản tại đây, dịch à, kinh doanh dịch vụ gì và chúng ta cũng um, có những câu chuyện từ Ocean Park 2. Bây giờ cái um, thị trường bất động sản ấm lên thì chúng ta cũng sẽ gắn với uh, câu chuyện về ở hay là câu chuyện khai thác vận hành tài sản. Um, cũng có những khách hàng uh, inbox cho mình để đi đi tìm cái những cái phương án kiến trúc uh, kết hợp giữa một bên là thi công B hay là những cái nội thất bên trong hay là thang máy gắn với thực tiễn vì sau có những câu chuyện của ông sống khai đã trải qua thì mình chia sẻ với các bạn như thế này các bạn vào đây thì ví dụ như chúng ta sẽ nhìn thấy cái vào xa bàn này thì chúng ta sẽ thấy vị trí của của cái uh, thời đại mà cũng là một ý tứ mở bán đầu tiên của chủ đầu tư thì đưa đến đây là một cái khu đô thị một cái quần thể bên này chúng ta sẽ thấy siêu thị này bên này Grand One này Đấy và bên này thời đại thì rất sát với vị, vịnh vịnh trên đường đấy, điểm nhấn của dự án đây đây là cái công viên của chúng ta trong thời đại có hai công viên nội khu nhé đấy và có thời đại là có trường học và có 10 tòa cao tầng đây hai cái công viên này thì bây giờ chúng ta cái dãy của chúng ta cái cái hình chụp mình chụp từ cái cái thời đại uh, 6 này những cái thời hình ảnh cái dãy này để chúng ta cái liền kề để chúng ta nhìn thấy dễ dễ hiểu đấy, và mình sẽ phân tích cụ thể cho các bạn bên trên hình ảnh À, bây giờ chúng ta sẽ vào đây thì hình ảnh chụp thời đại từ xa từ xa đứng từ bên um, kinh đô của Austin 2 chụp sang thì chúng ta sẽ thấy những ô cửa sổ này đó những cái thứ này à, có một cái đặc điểm có một sự à, mình nghĩ rằng là đây là hướng tới một khu đô thị nghỉ dưỡng nên bởi vậy các cái ô cửa thì hoặc là cái thứ này chủ tư hướng tới cái cái cái, cái kính kính rất nhiều nhé kính nhưng bên cạnh nó có những kiến trúc đặc trưng. Đây thì các bạn sẽ thấy những hình ảnh mình chụp trực tiếp đây những căn liền kề góc này. Liền kề góc này. Các bạn sẽ thấy là cái kính này, kính này rất là nhiều. Kính và đặc biệt là cái mái này này. À, mình có cái cảm tưởng khi vào đây ấy, một phần cái kiến trúc như đảo dừa bên ông sử mức 2 hoặc cái cái những cái mái kính này này rất là hay. À, mình nhìn nhận nó giống một cái nét cổ kính của như bên các cái dãy phố bên Tràng Tiền hay nhà hát lớn đấy thì một số các cái phong cách kiến trúc mà chủ đầu tư đưa vào đây đây các bạn sẽ thấy cái kính này để khi mà nhà chúng ta khi bước chân vào hoặc những khi khách sạn những khách sạn sang trọng thì mình sẽ thường thấy hay những cái thứ này đây cái kính nhỏ này à, khi bạn bước chân vào thì bạn cũng sẽ thấy rất hay trong những cái kiến trúc này nhìn bằng trực tiếp à, đây là chụp từ xa này đây chụp gần à, nhưng cái này cũng điểm cho các bạn uh, nhiều cái để bạn chú ý nhé đây cái này thì nhiều bạn là cái chỗ này sẽ không có ban công chỉ có máy kính chan ra còn một số cái này thì lại có ban công mình sẽ nhìn nhận mình phân tích cho các bạn đây những cái này đây là chụp hình thẳng dãy Ở đây chụp từ xa đây chụp gần Đấy, gần để chúng ta hiểu chúng ta nhìn thấy là vị trí căn của chúng ta như thế nào bây giờ có một cái đặc trưng là gì ở đây sẽ nhiều người chia sẻ với mình là không có ban công thì thực tiễn ra là cái cái sự căn nào của các bạn lựa chọn vào thế ví dụ như căn này thì cũng sẽ có cái ô này ban công ấy mà bàn giữa này thế và căn ở cái vị trí khu vực này thì sẽ không có ban công chỉ có cửa sổ thôi thì không có ban công thì các bạn sẽ có cái diện tích ở trong nhà rộng ra đấy thì đây cái chụp hình này nó bị ánh nhưng mà đây các bạn sẽ thấy bên dưới các cái căn của các bạn sẽ có mái che cái này, cái kính bắn ra như này. Đấy, thì mình nghĩ là cũng rất là đẹp, sang trọng, lịch sự, lịch thiệp. À, bây giờ chỉ câu chuyện là chúng ta sẽ vào từng trong căn, chúng ta lựa chọn cái thiết kế của chúng ta ra sao. Cũng giúp kinh nghiệm uh, như Ocean Park 2 uh, thì cái câu chuyện thiết kế này, về câu chuyện của thang máy đó là một vấn đề thì mình cũng sẽ chia sẻ trong các cái video cụ thể có thể khi mình tiếp cận được về về vấn đề là cái căn nào nó có thang bộ để mình đi lên mình phân tích. Đấy thì trong các bạn cứ đón xem kênh của mình thì mình sẽ đăng mình sẽ xem có sự phân tích. Đấy, thì cơ bản nhất thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái hai cái này. Nếu như mà chúng ta không có thang không có cái ban công thì chúng ta sẽ được diện tích rộng ra còn những cái vào những căn này thì chúng ta có một ô ban công này mỗi người một kiểu, mỗi người có một style phong cách. Còn bên trên này thì sẽ có các cái ban công cho các bạn. Đấy, đấy là những cái mà mình lưu ý để chúng ta nhớ chúng ta xem xét trong vị trí của chúng ta. À, đây, à, ví dụ à, có tất cả các cái slide tư vấn à, slide về um, layout thì à, trong cái này thì bạn sẽ thấy layout của bạn, đây là liền kề này, 4 diện tích là 4 x 15 m thì có cái diện tích là đây từng tầng tầng 1 này, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5. Đấy thì có, có chi tiết cụ thể các cái sự thiết kế đây à, Thiết kế gọi là đưa ra Đây cái vị trí của các căn này nó sẽ ở cái, cái, cái dãy này Thì các bạn có thể là xem đây Đấy thì vị trí của căn của các bạn như này Thì đây đây là 4 x 15 Đấy ra diện tích nhé Thế nếu như mà các bạn có những cái liền kề này là 4 x 15 này, Thì đây cũng diện tích của các bạn đây Cái vị trí này Thì uh, theo tư vấn của chủ đầu tư ấy, theo cái khuyến nghị của chủ đầu tư mặt bằng này, phòng khách này, các thứ đây thì các bạn cũng có thể là một sự tham khảo. Mình thì mình thấy rằng là mình có gặp một số các đơn vị kiến trúc mà trong các kênh YouTube của mình ấy thì bạn sẽ thấy rằng là những cái kiến trúc của các bạn ấy đưa ra rất là đẹp, thậm chí mình bây giờ cũng có những đơn vị là đã qua đây khảo sát uh, uh, của bạn mình thì đã đưa ra những cái cái uh, thiết kế cũng mình nghĩ là khá hợp lý. Đây ví dụ như cái mặt bằng này 4x17, các bạn sẽ nhìn thấy đây, cái trong cái này Uh, thì tầng 1, tầng 2, tầng 3 này đấy, và vị trí căn của đây vị trí căn của nó có dãy này đây dãy này đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy đấy và cái nữa 4 x 19 đấy thì sẽ nằm ở đâu nằm ở một số căn này đây đấy thì cái khuyến nghị của chủ đầu tư đưa ra nhưng mà thực tiễn mình thấy là cái ngôn ngữ kiến trúc mà số một số các cái đơn vị đã làm bên Ocean Park 2 ấy, thì mình thấy ở những cái nét kiến trúc nó đột phá ví dụ như Ocean Park những mấy cái căn ở sao biển chẳng hạn Đấy thì uh, những đơn vị kiến trúc sẽ sẽ tiệm cận và nhìn nhận để uh, đưa ra những bài toán hoàn mỹ cho ngôi nhà của bạn. Đây ví dụ như mẫu liền kề 1 5 x 12. Thì đấy thì cái các bạn sẽ được cái cái khuyến nghị của chủ đầu tư. Kiến, đây 5 x 12 đây. Đấy, vị trí đấy thì các bạn sẽ có những cái câu chuyện của kiến trúc này. Đây 5 x 13. Đấy thì bạn xem này. Đây nó ở vị trí là giữa này. Đấy thì chúng ta xem tùy từng cái căn của các bạn ở chỗ đoạn vị trí nào. Đây ví dụ như là 5 x 15 thì chủ đầu tư đưa ra đây. Đấy, từ vị trí này. Ví dụ như 5 x 16 thì nó sẽ ở vị trí này. Đấy. đấy thì có những cái cái phong cách kiến trúc đấy, đây. À, đây là à, liền kề đây, mẫu liền kề 2. Đây những liền kề góc nhé Bạn thấy, thì, cái thiết kế của chủ đầu tư ra này nhưng mà về bản đây liền kề góc này có tương đây, liền kề góc của rất ít, rất đẹp đúng không? Thì cơ bản nhất thì mình thấy rằng là um, Ờ, những cái đơn vị kiến trúc mình làm hoặc là mình sẽ thấy là các bạn vào cái vị trí căn cụ thể thì bạn sẽ có cái đặc biệt câu chuyện của thang máy chẳng hạn uh, nằm trong nội thất của ngôi nhà của mình nó đẹp, hoàn mỹ và gia tăng cái giá trị tiện ích, đôi khi thể hiện phong cách sống, đôi khi thể hiện cái phong uh, cái phong cách của chủ nhân và đôi khi là thể hiện quyền uy của gia chủ thì đây là một căn uh, song lập mình chụp được đây thì uh, song lập thì nó sẽ thiết kế theo mô hình này thì bạn nhìn đây trước đây thì mình cũng uh, khớp trượt một cái căn <laughs> đơn lập ở bên này <laughs> uh, thế thì ở uh, đây các bạn sẽ thấy đây là cái đây công viên đang uh, chỗ này tháp đồng hồ đang xây nhá đang xây này đấy thế và đây uh, các bạn sẽ thấy là những cái căn này thì đã xong rồi mình hy vọng rằng là um, sẽ có sớm những cư dân nhận nhà và chúng ta cũng cùng mà khai thác vận hành, chúng ta cùng đón nhận về đây, chung vui và chúng ta cũng khai thác tài sản. đây đây, đây căn này căn đơn lập, căn đơn lập thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái mô hình kiến trúc và chúng ta tiệm cận để chúng ta đưa ra những cái giải pháp tài sản hoặc là vận hành tài sản cho cho nó phù hợp nhất và mình nghĩ rằng là ngay như cái thời điểm mở bán đầu tiên chủ đầu tư mở bán phân khu thời đại đầu tiên, xong phố biển, xong vịnh trên đường thì cái sự quy hoạch sau này đặc biệt là Grand Quân Hà Nội uh, thì mình rất hy vọng là các bạn nhanh chóng nhận nhà đưa vào vận hành khai thác vì thị trường bây giờ chúng ta cũng sẽ thấy rằng là uh, cái nhiều cái cái sự vận hành và các cái uh, với Ocean như cũng nhiều các cái hàng quán đặc biệt với Grand Quân Hà Nội thì uh, hướng tới một cái khu vui chơi giải trí mua sắm nhiều các cái hãng thời trang nhiều cái hãng thương mại du lịch hoặc uh, um, cafe cà phê Starbucks Uh, hay là những cái hạ lagoon lagun đã và đang triển khai chúng ta thấy rằng thường thì những người giàu những người tiên phong những người kiếm được tiền những người uh, sở hữu những cái giá trị khác biệt và tiên phong sẽ luôn luôn uh, đồng hành và đi trước cũng có những giá trị để đón nhận và gặt hái được nhiều kết quả thành công thì hy vọng rằng là video của mình phân tích cho các bạn cụ thể Và bạn nhìn thấy cái vị trí của căn của mình và các bạn cũng lựa chọn uh, và xem đón nhận những cái uh, cơ hội uh, kinh doanh hay là uh, về đây um, sinh sống một môi trường mà mình nghĩ cũng rất 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 tuyệt vời trong một cái đại đô thị mà uh, các cái tiện ích đẳng cấp quốc tế như thế này Đấy, thì qua video mình cũng phân tích chi tiết cho các bạn hy vọng rằng trong uh, sớm nhất mình có phân tích cụ thể của một căn nào đó xem kiến trúc cái uh, đặc biệt là ví dụ như cái khoảng không mái này chúng ta lắp thang máy hay chúng ta có cái giải pháp kiến trúc và bên mình cũng có những cái bạn kiến trúc bạn đã triển khai rồi mình hy vọng rằng có những căn cũng là những căn hoa hậu và con họ tiêu phong tiên phong và cũng dành cho mình những sự review để đưa đến cho các bạn những cái uh, tác phẩm tuyệt vời nhất một cái kết giao những người hàng xóm mà chúng ta nhìn thấy những cái đồng điệu vì đều là sở hữu những sản phẩm bất động sản Vin đặc biệt hôm nay là kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Vingroup và chúng ta thấy cũng đều tự hào hãnh diện là đất nước dân tộc và chúng ta cũng sẽ thấy là những cái điều mà Vin đã làm được được cho quốc gia dân tộc và thậm chí mỗi một người Việt ai cũng khát khao sở hữu nhiều nhiều mét vuông tại những khu đại đô thị À, ở đâu đó chúng ta cũng rất rất muốn uh, sở hữu những ngôi nhà tại Riverside hay ở uh, Landmark 81 hay ở uh, Ocean Park 2 Ocean 123 đó là những điều tuyệt vời nhất mà hy vọng rằng qua kênh của mình cũng được gắn được sự kết nối và uh, đồng hành cùng các bạn từ lúc mở bán đến lúc nhận nhà và được review những cái khi mà căn đẹp rồi trở lên hoàn mỹ cảm ơn các bạn đã theo dõi video hẹn gặp lại mọi người trong các video sau